you like class today? Okay. Yes. As always, today we will go along with the candidates. Hello, teacher. Yes. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Yes. Now let's make a little bit of bao nhiêu bạn cái đó là gì vậy tự bằng các bạn không biết lên bảng nha và từ cô mới chứ không cô mới rồi không yeah. Nào hai hai Duy Phong nhưng mà Duy Phong mà viết lên bảng tí nữa thấy quân không biết là bạn nào thì lại kích ra ngoài mất tỷ lệ khổ cô lắm đấy nhá cơ học đúng không? Khổ lắm ấy, khổ cô đấy. Em bảo học sinh cưng của cô nhưng mà tự nhiên lại bay ra ngoài mất thì chết. Đấy nhở? Hôm nay thì cũng đúng luôn là cái việc mà chúng mình thi xong rồi đấy thì lớp mình lại đồng lên. Hồ. Nào. Có cô ơi. Ngọc đâu hả? Này đến này. Nào. Can you hear? Can you see the screen now? Cô ơi. Rồi lớp mình cũng khá đông rồi cho nên là cô sẽ đành phải tắt mic của các bạn nhá, được không nhỉ? Tắt mic các bạn thì thường lệ thì lớp mình sẽ học An Kids là học về language art, right? Language art về cách học phát âm tiếng Anh được chưa? Rồi. Các bạn nào còn nhớ hôm trước mình học gì không? What have we studied about? Con làm xong ổi nhưng với nhớ lại bố mẹ không biết đăng nhập ạ. Thôi được rồi. Cái này thì là một cái app mà cô nghĩ là ai cũng nên tải về chưa? Cũng không cần thiết là phải vào nick của cô đâu. Các bạn có thể lập riêng một cái nick của mình cũng được, được không nhỉ? Đó thì cái này chỉ là ở trên lớp thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cách học thôi và các bạn sẽ đi theo đúng cái lộ trình mà cô đang dạy nhá. Còn hiện tại bây giờ thì các bạn có thể là tự là nhờ bố mẹ lại tải Khan Kids về được chưa nhỉ? Khan Kids, right? Đó, có cái biểu tượng con gấu ấy. Còn nếu mà bạn nào mà muốn mà vào lớp của cô như các bạn này mà để cô có thể quản lý được thì các bạn sẽ vào cái link này được chưa? Rồi, các bạn ghi nhớ cái mã code của cô nhá. 73M18, right? Thì cần đăng nhập với cái mã code này là sẽ vào lớp của cô Ngọc mà. Ok. Nhưng mà nếu mà bạn nào muốn học lớp cô Ngọc thì phải nhắn tin riêng, hiểu không? Cái này các bạn phải nhắn tin cho thầy Vương hoặc là sẽ có một bài khảo sát để xem là có thể vào cái lớp này cô mình có tên ở đây thì các bạn mới có thể vào được. Còn không các bạn cứ tự tải cho mình phần mềm về và học theo cái lộ trình máy nó có sẵn nhá, được không? Còn ở trên lớp này thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách học thôi. Quan trọng thì vẫn là tự học mà. Còn nếu mà các bạn muốn rèn luyện lớp 1-1 thì chắc chắn là các bạn nên nhắn tin cho thầy Vương nhá. Để có thể là sắp xếp lớp rèn cho các bạn học 1-1 thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì hẹn đến rồi mà. Cô ghi lên chat đi cô, con không tải được. Khán Academy Kids, right? Rồi. Ok, nào nếu mà giả dụ mà muốn vào lớp của cô thì vẫn phải có cái tên ở đây. Ví dụ như là cô thêm tên Duy Phong chẳng hạn. Đó, ví dụ như cô ghi thêm tên Duy Phong vào đây chẳng hạn, được chưa? Giả dụ nhá, ví dụ thôi nhá. Ok, đợi cô một tí. Duy Phong đúng không? Rồi. Ví dụ đi, ví dụ là cô thêm tên Duy Phong vào đây. Thì khi mà Duy Phong đăng nhập vào cái mã lớp của cô ấy thì Duy Phong mới thấy của Nick Duy Phong. Còn nếu mà giả dụ mà các bạn không có tên ở trong này thì các bạn cũng không có vào được. Đúng không? Right. Rồi. Còn nếu mà các bạn có thể nếu mà các bạn muốn mà cùng vào một cái lớp của Miss Ngọc Panchado Level 1 này thì cô sẽ lập cho các bạn một cái biểu mẫu để các bạn có thể đăng ký sau giờ học nhá. Cái này thì cô chỉ là hướng dẫn các bạn thôi, còn chủ yếu là các bạn tải về này, nhưng mà cũng không được vào các cái phần linh tinh đâu, tại vì nếu mà các bạn học không khéo ấy thì sẽ có thể là dẫn đến cái việc mà các bạn phát âm sai, rồi là cái việc mà các bạn khó học từ sau này, bởi vì language art mà nó phải rất là khéo để trong lúc quá trình học ấy, ngay từ thuở đầu các bạn đã không bị mắc vấn đề, được chưa nhỉ?
Cho nên là trong mỗi cái buổi hướng dẫn như thế này ấy, tập trung lắng nghe nhá. Và bắt đầu. Ready? Nào, hôm trước chúng mình đã học xong cái bộ ghép âm gồm với phụ âm này, nguyên âm và phụ âm đúng không? Các bạn còn nhớ không? Cái bộ mà gồm có phụ âm này, nguyên âm và phụ âm. Nào, ví dụ như từ này. Một phụ âm này, một nguyên âm này và một phụ âm tiếp theo. Rồi, how can we spell that word? Các con phát âm từ này như nào nhỉ? Nào, cô xin mời bạn Hồng Phúc nào. Hello teacher. Yes, good evening. So, can you read out loud this word for me, please? Con đọc to từ này cô nào. Cat. Yes. Cat, right? Bây giờ cô không muốn dùng chữ cái C nữa. Cô thay vào đó là chữ cái R. So, how can you spell this word? Con sẽ phát âm như nào nhỉ? Nào, có bạn nào biết phát âm từ này không? Nào, cô xin mời bạn Ngọc Hân. À, đúng rồi, cũng rat, đúng không? Rat. Đấy, đang định gọi Ngọc Hân để hỗ trợ nó bây giờ. Cô bắt đầu xóa này nhá. Rồi, cũng là nhớ đúng không? Cái này là một trong số các cái từ cơ bản, được chưa nhỉ? Gần giống như tiếng Việt thôi, chứ không phải là tiếng Việt nha, các con ghi nhớ nhá. Tại vì là mỗi một cái chữ cái khi nó đứng ở một vị trí khác nhau thì nó cũng có những cái cách đọc mà giống. Ví dụ như, ông này đọc như nào rồi nhỉ? À, đây là C đúng không? C đọc là? Khi nó đứng đầu chữ thì nó sẽ đọc như nào con? K. À. Đọc một con à? Đúng không? Thế còn chữ T thì đứng ở cuối nó đọc nào? Remember? À, đọc là? Nào, con đọc theo cô nhỉ? Ok, nào con nhớ nhìn nếu mà con nhìn thấy mặt của cô không? Rồi, nào. Teach. Đó. Rồi, right. Có thể là Hồng Phúc có hay học đều không? Phúc có hay học đều lớp của cô không? Con trả lời cô nào, cô vẫn đang nhìn thấy con ấy. Con có hay học đều không? Yes. Yes. Ồ, nhưng mà những từ này chưa biết đúng không? Thế mới nói là phải học đều để con mà... Nếu mà học đều thì các con chắc là biết chứ. Con đã học lớp cũ của cô chưa? No. À, ồ, yeah. Nếu mà học lớp cũ thì sẽ biết hơn. Ok, không sao, được chưa nhỉ? Bây giờ con mới học lên. Nào, bây giờ kiểm tra một bạn nữa nha. Thank you Hoàng Phúc cũng là rất là dễ rồi. Nào, bây giờ tôi sẽ kiểm tra bạn Ngọc Hân sinh năm 2014 nào. Good evening, teacher. Good job, good evening. Khi mà học lớp cô Ngọc thì thường thường cô nói với các bạn là các bạn mình good evening, được chưa? Tại vì hello chỉ dùng cho cái trường hợp mà nói bằng vai phải lứa thôi, đúng không nhỉ? Rồi, right. So, Hân, I want to test you about the word. Okay, let me read this. Okay, what is this here? Okay, pig. So now I don't want to use this letter here. I want to replace it by this letter. So how can you spell this word? Pig. Right. Okay. Now one more time. Now you have the word jam. Good job, it's jam. But now I want to replace it into the letter Y. So how can you spell that word? How can you read out of this word? Jam. Ah, yam, yam. Yam. Good job. And now I don't want to use this letter, baby. I want to replace it into this letter. So, how can you spell the word? Ham.
Yes, exactly, it's ham, right? Thank you, Ngọc Hân, rất nhớ bài nào. Nhất là cái từ mà jam, right? Jam, and ham, right? Thì đây là gì nhỉ? Thì đây cũng là trong cái câu chuyện là jam in the vat, right? Nhớ câu chuyện jam in the vat không? Yes. Good job, đó. Đấy mới là học sinh học đều nha. Rồi. Ok, thank you Ngọc Hân. Mình kiểm tra đến thế thôi chưa nhở? Và mong là các bạn cũng đã có một cái nhận định cũng như là trong cái quá trình dạy vừa rồi thì các bạn cũng đã học được rất nhiều điều bổ định, bổ ích về cái bài về phát âm ngày hôm nay. Được chưa? Về cái chủ đề phát âm. Nào, thì cô có thể hướng dẫn cho các bạn một chút trong quá trình mà các bạn tải Khan Academy, right? Thì các bạn sẽ vào với chương trình dành cho các bạn 3 tuổi, được chưa nhở? Age 3, right? Và các bạn sẽ học cách học từ đầu theo giáo trình nhá, được không? Học về cả thế nào là đọc sách nào, thế nào là chủ đề, cũng như tác giả của sách này, nhận biết từ này, nghe bao nhiêu âm tiết này, đó, kết hợp âm tiết này. Rồi là mình còn đi những cái bài nó sâu hơn là về việc là học cách phát âm khi mà từ đó đứng ở đầu câu hoặc là đầu từ, hay là cách phát âm của chữ cái đó khi đứng ở cuối từ. Nó có rất nhiều, đúng không? Và bây giờ thì lớp mình đã học được đến phần CVC với chữ cái ở giữa là A, E, E, O hoặc là U, right? Bây giờ mình sẽ lên trên phần này một chút. Mình sẽ bắt đầu ngày hôm nay, mình sẽ đi đến cái bài là CVC, phụ âm, nguyên âm, phụ âm và có các chữ cái bắt đầu là các phụ âm nhá. Được chưa? Các chữ cái bắt đầu các phụ âm rồi. Are you ready for the class now? Yes or no? Cô ơi, thế lên ghi Google là gì để đánh lên đây? Chút nữa cuối giờ cô hướng dẫn nhá, chứ không nhiều bạn hỏi trong lúc đang livestream thì cô sẽ rất là khó trả lời, được chưa nhở? Nào, bây giờ mình sẽ đi đến bài tiếp theo ngày hôm nay nhá. Các bạn tập trung vào bài nào. Here we go. Are you ready for this? Yes, good job. Spell the word bed. Okay, the first word we have, spell the word bed. So which letter is to... Oh! Spell the word bed. Good job, rất nhiều bạn rất nhanh rồi. It... Right. Đây là một âm không bật hơi, được chưa nhỉ? Hôm trước cô dạy âm không bật hơi rồi, là không có tí hơi nào khi mình giơ tay lên. Bật, chỉ là sử dụng môi thôi. Exactly. Keep it up. Keep you it up. Spelled bed. That's the word bed. Okay. Spell the word can. Which letter? Yeah, thank you. Các bạn rất là nhanh. This is letter C. We have the sound of the beginning. C is k. Yes. K. Mình có cách phát âm của cái chữ cái C khi đứng đầu của một từ là k. Right. Cool beans. You spelled k. Ah. That's the word can. Spell the word bag. Next one, we need to spell the... Bây giờ chắc cũng không cần phải nói hỏi nhỉ? Các bạn tự comment đáp án luôn. Yes, this is a bag with the letter B. We have the beginning sound of the letter B is B. B. Sweet. You spell... Các bạn nhớ luyện theo nha. That's the word. Không phụ luyện theo nha con nha. Được nói thôi. Slide the letters to spell the word dog. Okay, next one. Nhanh quá nhờ. That exactly is the letter D. Nào, cách đọc của chữ cái D khi mà nó đứng đầu một từ là D. Dog. You spelled dog. That's the word dog. Good job. Slide the letters to spell the word box. Next one. Oh my god, lớp mình rất là quen bài rồi nhờ. What this? Slide the letters to spell the word box. Good job, this letter B. Sweet. You spelled box. That's the word box. Spell the word cat. Next one.
Yeah, spell the word cat. Yes, here we go. We have the letter C. When is go on with the beginning of the word? We have the sound. À, giống kiểu như con bị hóc xương cá. Con... Right? Good job. Yes. It's the beginning, right? Các bạn đã nắm rõ lên chưa nhỉ? Vừa nay mình đã được liệt kê qua các cái âm nào chưa nhỉ? How to pronounce, okay? What is the sound of the letter when it's gone with the beginning of the word, right? Mình đã đi đến cái việc là cách để có thể phát âm ra được các cái âm của các cái chữ cái khi mà nó đứng đầu của một từ, được chưa? Và đặc biệt là một từ đơn giản, right? Now we have the letter B with the sound B, right? B. Now, các bạn sẽ giơ tay trước miệng nhá, xem là nó có thở hơi ra đây không nhỉ? Nếu nào mà thở hơi ra đây là sai đấy. Nghe nhỉ? Here we go. B. 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 Right? Does B and does it not? Không có tí một cái tí gì âm bụ vào đây đâu nhá. Rồi, nó chỉ là b thôi. Hai cái môi chạm vào rồi bỏ ra. B. Right. Tiếp theo nào, mình có chữ cái C. Right. C. Khi mà mình phát âm chữ cái này, khi mà nó đứng đầu câu nhá, đứng đầu một cái từ nào đó, mình đọc là one more time you say. Ui, nó đau họng phết đấy. Nhưng mà cố gắng nhá. 1 2 3. Good job, cô thấy đặng Ngọc đi ý mình Ngọc Hân rất là tốt. Duy Phong đâu, bật cái cam lên xem nào, tôi chả nhìn thấy cái đâu cả. Kim Ngân cũng tốt. Nào, ok, nào, tôi xem Nguyên Khang lại chẹp. Đặng, là mình có hai Nguyên Khang nhá. Đặng Nguyên Khang là một bé áo vàng, xong thì có hai cái bím hồng hồng xinh xinh nè. Còn một bé là Nguyên Khang, rồi ok, Trần Tùng nào, Thánh Ngân là Hoàng Dũng là mở cam nào. Vũ Anh Huy, Phúc Quân này. Rồi Giang này, An Nhiên này, ok nào, rồi cô thấy các bạn này, Thùy Anh, Hương Chi, Minh Sáng, Thôn này, Hương Giang, Thục Quyên đây rồi, Bảo Trang, Hiệp đây rồi, Hiệp có đang ấy không đấy, Hà Bình An, Thiên Ân, Đỗ Anh Dương, à ổn nhờ, chào Phúc. Right, Minh Khang này, Gia Khánh này, Khánh Vân, Khánh Trang, Vũ Minh, đây, ô xong đây lớp mình đông thế nhỉ, Bảo Nguyên, rồi ô đông quá thì thôi cô tạm thời cô không để loát kịp nhá, cô dạy tiếp nhá. Nào chữ cái cuối cùng mà chữ cái vừa nãy mình phát âm là gì nhỉ? Chữ cái D, được chưa nhỉ? Chữ cái D, phát âm như nào nào? Cô dọn bất kỳ một bạn nhá. Chữ cái D nào. Xin mời em bé Đức Phong nào. Đức Phong là xin mời trả lời câu hỏi của cô nào. Yes. Yes, so how can we the sound of the letter D when it's go on the first time? Good job. Thường các bạn đọc là the, đúng không? Oh no, Duy Phong à? Duy Phong nói, oh no, it's not the in Vietnamese, right? It's not the. Oh, it's not the in Vietnamese, right? Mình là D. Yeah, good job. Đức Phong học rất là tốt. Nhiều lần cô gọi Đức Phong, cô thấy là Đức Phong rất là theo dõi bài nha. Right, thank you. High five. Rồi tiếp tục nào, mình sẽ đi đến được các cái chữ cái tiếp theo nhá. Nhớ này, nhớ luyện tập nha, chứ không là nước đổ đầu vịt cô Ngọc. Tiếp tục nào, ba chữ cái tiếp theo đó là chữ cái F, chữ cái G and chữ cái H. Letter F, letter G and letter H. Come on, do with that. Spell the word fan. How can we say it? Các bạn nghe được không? Có mũi. À rồi, cô đang chờ các comment tiếp theo. Spell the word fan. Yes, exactly, it's a fan. Rồi, hiểu phạm tốt lắm. Yeah, make the sound of the letter F is. Được chưa nhỉ? Awesome. You spelled That's the word fan. Good job. Spell the word gum. Okay, spell the word gum.
Which letter here is suitable with that word? Spell the word. Thank you. Gum. Tiếng Pháp như kiểu là cho sổ ấy. Hiệp sẽ cho sổ là G. G. Here with the sound G. Alright. G. Thank you. Awesome. À, you spelled g. That's the word. À, gum. Đây, mệt con nhá. Nó cũng không hẳn là phép. Spell the word. Right. Hog. Cô ơi chẳng nghe đọc pha mình fan. No, it's not. Trong tiếng Anh khi mà học cao hơn, spell the word, học chi tiết hơn, hug. Con sẽ được học bảng IPA ở trước đây con giới thiệu qua nha. Trong bảng IPA sẽ hướng dẫn cho các bạn phân biệt được cách đọc của các âm chưa nhỉ? Có thể là nó là a sound, nhưng cũng có thể là nó sẽ có những cái âm biến thể khác khi mà đằng sau đó là các phụ âm, tùy phụ âm được chưa nhỉ? Và cái này thì cô cũng chưa thể nào hướng dẫn cho các bạn chi tiết chỉ trong một tiết học bao gồm 60 phút được. Đúng không? Mình phải học dần thì mình mới biết được chứ. Yeah. Âm mà của cái chữ fan vừa nãy vừa rồi nó là đây. Đó. Âm A. Nhưng mà cái này phải học sau nhá. Rất lâu sau mình mới học đến. Chưa nhỉ? Mình phải nghe âm trước rồi sau đó thì cô sẽ nghĩ cái ký tức đọc cho các con. Nhưng mà phải học từ nhỏ đến lớn chứ nhỉ? À, bây giờ âm này là âm gì đây? Âm Good thinking. You spelled hog. That's the word hog. Good job. Slide the letters to spell the word ham. Okay, which letter is it? Ham. Good job. À, vừa nãy bạn thắc mắc cool là beans. Tiếng Anh thì là you spelled am. À, không phải cái từ that's đi. The word ham. Slide the letters to spell the word fox. Which letter here? Yes, exactly. It's the letter F. Super. Sound. You spelled fox. That's the word fox. Spell the word hat. Now spell the word hat. Which letter is suitable with that word here? Oh, here. Spell the word hat. Okay, which letter here? Bây giờ tôi không biết đâu nha, con chỉ chọn cho số đông thôi. Sao đúng là việc của các em nha. One more time. Spell the word hat. Nào, đa số là chọn chữ cái. Good thinking. Yes, chúc mừng các bạn nha. Một số các bạn chọn chữ cái P đọc là tại vì các bạn nghĩ đến là pat, right? Đó, thì bây giờ mới nói là mình cần phải nghe nhiều được chưa? Cái gì cũng phải nghe từ tai này xong rồi đụng vào não chứ không phải nghe từ tai này nó lọt qua tai kia được, đúng không? Cho nên là đấy là cái việc mà các bạn phải nghe nhiều nha. Nào, vừa nãy thì chúng mình đã học ba chữ cái đúng không? Three letters with the three sounds when it's gone with the beginning of the word, right? And now we have the sound when the letter F is at the beginning of the word, right? And the next one we have the letter H with the sound. And the last one, which letter? Now, which letter is okay with the letter G with the G sound when it is at the beginning of the word, right? Mình đã học ba chữ cái nha. Tiếp theo đó là chữ cái F, chữ cái G và chữ cái H. Khi mà nó đứng đầu ở một từ thì nó sẽ có cách phát âm lần lượt là G and right? Remember? Remember? Yes or no? Nhớ chưa nào? Yes or no? Yes, good job. Nào cô lại nhắc lại một lần nữa nha. Đừng có nghe từ tai này xong nó lại lọt thẳng tai kia thì là tội cô Ngọc lắm đấy nhá. Bây giờ phải dốc tai này xong thì để nó đọng trong đầu đấy các con nhá. Mà để đọng ở trong đầu thì các bạn phải làm gì nhỉ? Các bạn phải speak aloud, right? Speak aloud of the word, right? Speak aloud the word. Các bạn phải đọc từ nha. Here we go. Move on with the next letter. S-
spell the word jet? Spell the word jet. Which letter is it to go with this? Spell the word the letter jet. J with the J sound. J. J sound. Sweet. You spelled jet. That's the word jet. Spell the word kid. Okay, spell the word kid. Right, so we did a letter. Spell the word kid. Yes, right, this is kid. Nice work. Nice you work. Spelled kid. That's the word kid. Spell the word jug. Okay. Spell the word. Spell the word jug. Yes, it's letter J. We make the sound J. Nice work. Các bạn rất tốt nha. You spelled jug. That's the word jug. Slide the letters to spell the word lid. Okay. Cô hy vọng là cái thời gian trong một tháng vừa rồi cô dạy các bạn khan kít thì không có đổ sông đổ biển. Vì cô thấy hiện tại bây giờ các bạn đang rất là slide the letters to spell the word lid. Rồi, rất là tốt. Ồ, lid. Super. You spelled lid. That's the word lid. Slide the letters to spell the word jam. Yes, it's the letter J, you know, with the J sound. Super! You spelled jam. That's the word jam. Spell the word kid. Okay, spell the word kid. So, which letter is suitable with this? Yes, it is the letter K. Good work! Okay, come back. Nào, ok, come back. Tôi sẽ bắt đầu giải đáp các thắc mắc của bạn nha. Vừa rồi có bạn hỏi cô là cô ơi, tại sao máy bay là plane mà ở trong này nó lại ghi là jet? Đố các bạn biết đấy. Tại sao nhỉ? Tại sao nhỉ? Có bạn vừa nãy cô không nhìn thấy như là Thiên Ân hỏi hay là bạn nào Hà hỏi à? Hay là ai hỏi nhỉ? Các bạn hỏi là cô ơi, tại sao máy bay là plane? Nhưng mà trong bài nó lại ghi là jet. Tại sao nhỉ? Do you know that? Tại vì cái plane ý, cái plane ý, P-L-A-N-E là cái máy bay chở khách. Tức là cái máy bay mà các bạn thấy các hãng như kiểu Vietnam Airlines này, hay là Jetstar này, hay là Bamboo Airlines này, các cái máy bay chở khách để đi từ chỗ nọ chỗ kia, đúng không? Từ Hà Nội và Sài Gòn này, là chưa nhỉ? Hay là đi đến các nước khác, nói chung là chở người, chở khách, chưa? Tuy nhiên là cái máy jet ý, cái máy bay jet ý, thì thường thường người ta nói đến những cái máy bay quân sự, chưa nhỉ? Những cái máy bay mà có thể nói là những không hẳn là để dùng để chở khách, đúng không? Còn một cái loại máy bay nữa là cái máy bay trực thăng, thì có một cái từ để diễn tả cái máy bay trực thăng, đó là helicopter. Đó là lý do tại sao mà các bạn cần phải học tiếng Anh và trau dồi cho mình thêm được các cái từ vựng và vốn sống từ tiếng Việt trước đã nhá. Đúng không nhỉ? Từ tiếng Việt trước, từ việc đọc truyện này, hay là từ việc xem TV đài báo, được chưa nhỉ? Để mình có thể có thêm các cái kiến thức ở ngoài xã hội. Sau đó nhá, mình học giỏi tiếng Việt rồi, thì lúc đấy mình có thể học tiếng Anh một cách tốt nhất. Đúng không nhỉ? Right. Jet. Yes, exactly. Hoàng Thùy Anh có comment, Đặng Nhi có comment cho cô rồi. Đó là helicopter, dành cho những bạn chưa biết về cái loại máy bay này. Đúng không nhỉ? Nào, bây giờ mình quay lại bài học nhé. Vừa rồi mình đã học 3 chữ cái, đúng không nhỉ? Tiếp tục 3 chữ cái khi mà nó đứng đầu của một từ. Đó là những các chữ cái gì nhỉ? Các chữ cái gì nhỉ? Yes, exactly. It's the letter J, right? Letter J. Now, letter J. It's a letter J, letter K, and letter L, right? Khi mà chữ cái J đứng đầu thì gọi là J. Đó, mình đọc là J. One more time we say J. Mạnh vào nhá. J.
Next one, we have the letter K when it is at the beginning of the word. We make the sound K. Khi mà chữ cái K mà đứng đầu một từ thì mình sẽ phát là K. Còn cuối cùng là chữ cái L, đúng không? Chữ cái L khi đứng ở đầu từ thì nó sẽ được phát âm là O. O. Right? Cô ơi, cô còn quýt gì không cô? Ừ, con ơi, đó là bài thứ hai nha. Thứ hai thì mình sẽ có quýt gì nhở? Tưởng tượng là các bạn phải học lý thuyết rồi thì các bạn mới làm được bài tập chứ, đúng không? Mới thi thế mới công bằng đấy, đúng không? Rồi, now come back to the class today. Đây, cô chỉ dạy qua thôi nha. Đâu là các bạn tập lý để vào trong cái ứng dụng này và đứng ở dưới lớp của cô Ngọc để cô có thể ra bài tập trực tiếp cho các con được không? Nào, đi đến phần gọi là phần cuối cùng của bài học nào. Hôm nay lớp mình học rất là tốt, được chưa nhỉ? Tuyên Dương, Tuyên Dương. Spell the word pan. Now, next one. Spell the word pan. Yes, it's the letter. Spell the word pan. Now, letter P makes the p sound. When is the at the beginning of the word? Keep it up. You spelled p a n. That's the word pan. Spell the word net. Which letter is suitable with this? Ah, yes. Okay, we have the word. Spell the word net. Net. Oh, tự nhiên là cái tin nhắn này nhỉ? Ký mà. Okay, it's a net. Now, Super. You spelled it. That's the word net. À, cô không học tiếng Mỹ. Spell the word mop. Spell the word mop. Yes. Lần này thì cô không cần phải nhắc được bởi vì đây giống như bản năng của các bạn ấy. Sau một spell the word thường các bạn mop. Có thể là nhận dạng được từ. Đây là cái tiềm năng của các bạn đó. Chờ nhỉ? Mop. Good thinking. You spelled off. That's the word mop. Slide the letters to spell the word pen. Which letter here? Ah, thank you, Minh Khang. Yes, Minh Khang comment đầu tiên đó là letter P. Make the p sound. Right? Great. You spelled pen. That's the word pen. Slide the letters to spell the word nut. Ủa, như ý luôn. Rồi, vẫn là như cái bạn đó, cô thể luôn các bạn. Trong slide the letters to spell the word nut. Nut. Keep it up. You spelled ut. That's the word nut. Nut. Spell the word man. Okay, this is the letter M with the sound. Great. Here we go. Now, go lại một chút nha. Yes, we have three letters, right? Letter M, letter N, and letter P, right? When letter M. Okay, how we just spell the right of the word M? Yes, like this, letter M, right? Is at the beginning of the word. It makes a sound, right? Okay, repeat after me. Mà thường thường tiếng Việt người đọc là M. Oh no, it is no one M in English, right? We just have a right? The next one. When the letter N is at the beginning of the word, we have the sound. Now, khi mà chữ cái N đứng đầu của một từ, mình sẽ có phát âm là N. Right? Cái này nó hơi tắc mũi một tí nha.
right. Nào, nào, one more time. Tự nhiên thấy mũi nó rung rung lên được chưa? Now the last one is the letter P, right? Make the P sound. Bây giờ này các bạn tiếp tục giơ tay lên. Và lúc này đã có cái âm bật vào tay rồi. Khác với chữ cái B đọc là B và không có tí âm, không có tí hơi nào vào tay, thì chữ cái P lại có âm bật thẳng vào tay. Yes. Về với câu nào. Để có thể là ôn lại tất cả các bài hôm nay thì chúng mình sẽ nghe một câu chuyện nhá. Right, are you ready for the story today? Yes, are you ready for the story? Các bạn sẵn sàng để nghe chuyện chưa? Không, không. Yes or no? Yes or no? Comment cho cô nào. Ready? Ready, huh? Yes, yes, bây giờ yes chứ. Right, yes. Không thì cho cô. Now here we go. We have some kinds of story today. Now, which ones of some? Okay, today we move on with the story, Baby Cat. Today, we're going to read about baby cats. Mm-hmm. Cat starts with the letter C. Yeah. Trace the letter C. Cat is beginning with the letter C, right? Super! You traced the letter C. The letter C makes the k sound. K, k. Cat. Can you say cat? Cat. The word cat is spelled C A T. C A. Drag the letters to spell the word C. Cat. A. T. You spelled the word cat. I can't wait to learn about baby cats. Let's start reading. Baby cats. Speaking of what, I'm going to start in baby cats. Kittens. Kittens are baby cats. They are often born in a litter of 3 to 5. Okay. Kittens. Sometimes mom carries her kittens. She picks them up with her teeth. The mother cat is carrying her kitten. Yes. Tap the kitten. Okay, they offer me to tap the kitten. You found a kitten. Con nha. The kittens cry when they are hungry. They purr as they drink mom's milk. Tap the kitten to hear its cry. Okay, now we need to tap the kitten to hear it cry. They also purr when mom grooms them. How does it purr when mom grooms them? Growing kittens. Older kittens groom themselves. They lick their paws and wipe their faces. What color are the kitten's eyes? Okay, so now choose me. What color is the baby cat's eyes? What color? What color are the kitten's baby eyes? Kitten eyes? Blue, exactly. Blue. That's right. The kitten has blue eyes. Then kittens stretch out to relax. Big yawn. Looks like it's time to take a nap. We learned so much about kittens. Thanks for reading with me. Here we go. Now, so we have a story about a kitten, baby cat, right? So who will tell me how many cats in a litter? Okay, who can tell me how many cats in a litter? As usually, thường thường một đàn meo meo con thì có bao nhiêu con nhỉ? Vừa nãy trong bài có đề cập how many? Câu này khó đúng không? Cô xin mời bạn Ngân Khánh nào. Ngân Khánh đoán không?
là 5 con cô. Ừ, trong bài có đề cập chính xác có 5 kittens cho đến mấy con? Cho đến 7 con nhá. Đấy. Và thường thường là khi mà mèo con mà nó grow lên một tí nào, nó lớn lên một chút nào, thì thường thường nó sẽ làm gì? Glooms. Glooms là kiểu liếm lát các thứ ấy, thì nó sẽ như nào? Nó sẽ còn để mẹ nó glooms cho nó không? Khi mà mèo con lớn lên một chút thì nó còn để cho mẹ con grooms nó không? Grooms. Liếm láp con. À no, rồi thì nó sẽ liếm láp như nào? Nó sẽ nào nhỉ? Comment cho cô nào. Nó sẽ làm gì nhỉ? Đúng rồi, nào bây giờ các bạn giơ tay meo meo lên nào. It's a paw, right? Rồi nó sẽ tự lấy cái paw của nó được chưa? Không rồi, lick. À, được chưa nhỉ? Xong thì nó bắt đầu nó bôi hết lên mặt các thứ lên người lên đấy, đấy, đấy gọi là grooms itself luôn, nó sẽ tự nó thực sự liếm láp mà mình hay gọi là rửa mặt hay là tự đi tắm ấy. Rồi chính xác rồi. Bài ngày hôm nay thì chúng mình ấy thì tổng kết lại là chỉ có mỗi là cách phát âm của các phụ âm khi mà nó đứng ở đầu của một từ, được chưa nhở? Có rất nhiều các phụ âm mà mình vừa học, tầm 12 cái đúng không? 12, 15 gì đấy. Và sau đó cuối giờ thì mình có học về câu chuyện của kittens, right? Những chú mèo con xinh xắn đáng yêu, được chưa nhỉ? Bài hôm nay thì hơi dài cho nên cô chưa thể nào mà chỉ cho các bạn các cái từ mới ở trong câu chuyện. Tuy nhiên, những bạn đã theo dõi cái câu chuyện vừa rồi thì có thể biết là meo meo con thì thường thường sống theo đàn là từ 5 đến 7 con meo meo nhỏ, được chưa nhỉ? Rồi sau đó thì là các meo meo con thì thường thường sẽ để cho mẹ cắp vào cổ ấy, đúng không? Cắp vào cổ xong tha đi tha về, đúng không nhỉ? Rồi nó để cho mẹ nó tự liếm láp người nó, nhưng mà khi mà lớn lên một xíu thì nó không còn để cho mẹ nó liếm láp người nó nữa, mà nó sẽ tự làm. Cũng giống như chúng mình ý, bây giờ chúng mình đã lớn hơn một xíu rồi thì mình phải biết là tự làm việc của mình, đúng không nhỉ? Mình có thể tự mặc quần áo này, đúng không? Mình có thể tự chải tóc này, right? Mình có thể tự đánh răng, tự rửa mặt, tự đi vào bếp đổ rác nhá. Không cần phải nhắc đâu. Tiếp tục là bạn nào mà cao hơn một tí, lớn hơn một tí thì mình có thể tự rửa bát rồi, đúng không? Đúng chưa nhở? Rồi. Tự quét nhà nữa này, giống như kiểu baby kitten ra. Bạn ấy lớn hơn một chút, có để bạn mẹ bạn ấy phải liếm láp cho đâu, đúng không nhở? Thì chúng mình cũng thế nhá. Khi mà mình đã lớn lên một chút rồi thì mình nhớ là tự làm các việc cá nhân của mình và làm thêm cả các việc nhà nữa. Đây không phải là giúp đỡ bố mẹ đâu. Đây gọi là tự làm việc của mình. Bởi vì việc nhà đâu phải là của mẹ mà là mà mình bảo là mình giúp, đúng không? Right? Rồi, thế bây giờ là sau cái bài học ngày hôm nay nha, vừa có kiến thức nền này, vừa có kiến thức xã hội nhá. Từ ngày hôm nay cô hy vọng là những bạn nào chưa cầm chổi quét nhà thì cũng bắt đầu cầm chổi quét nhà đi, được không nhỉ? Rồi, giống như bạn meo meo ấy, bạn ấy có thể là tự liếm láp bạn ấy rồi. Tự rửa mặt đi nhá, không phải để mẹ cầm khăn chải mà rửa mặt cho mẹ chưa rửa mặt cho đâu. À, tự cầm bàn chải đánh răng này đi đánh răng nhá. Nhớ là đừng nuốt kem đánh răng đấy. And now, it is the end of class today. I hope that is helpful for you. Yeah. And now it is a bad time. You need to brush your teeth, wash your face, and go to sleep. Hẹn gặp lại các em vào thứ hai nhá. Và nhớ là vẽ cho cô cái bức tranh về ngôi nhà nha. Thứ hai cô có yêu cầu là vẽ bức tranh về ngôi nhà. Chúc có thể ai nộp đâu. Nhá. Okay. So now, say goodbye. Bye bye and see you on Monday. Bye bye. Okay, and I will open all the microphone for all of you. And then we'll say goodbye and good night. Bye bye. 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 Bye con vẽ xong rồi. Ủa, thật thì nộp đi, nộp nộp ở trên nhóm giỏi tiếng Anh cùng con đi. Xong thì để cô còn ngồi cô in được chứ. Đúng không? Right, tô màu đẹp rồi nhá. Cô cũng vẽ đấy, hôm sau cô khỏe cả lớp. Okay. Bye bye, see you then.